Làm bạn thân với mùa hè, bạn mém thân với mùa mưa, nhưng mà trời không nắng không mưa thì cứ thoải mái mà tìm đến quần sọc tối giản M2 vẫn được luôn nha. Với chất liệu là vải kaki, thành phần 100% cotton, mang lại sự thoải mái khi mặc. Bạn này phù hợp cho mặc đi cà phê cùng với mấy anh em lắm nè. Kẹp logo kim loại nhấn nhá rất tinh tế nên có thể vô tư kết hợp cùng với mọi loại áo, góp phần tăng thêm nét năng động cho outfit. Quá nhiều lý do để nên em này về nhà rồi, đến nhà mấy thôi nào.